cái đối tượng mình đi xin là những người nông dân mà người ta làm lúa bên Cam hả chú? Rồi, mướn đất của Campuchia, đa số là bây giờ đó dân Việt Nam mình 80% sống về mướn đất Campuchia để sản xuất nông nghiệp sống không à, ít có sống ở dưới này được, dưới này tại vì người đông mà đất hẹp. À, vậy đó ha. Đó, đây là các bạn qua cái cầu khỉ này là sẽ tới biên giới Campuchia nha. Ở đây thì cứ xa xa là có cái cầu khỉ nha các bạn. Đây là cái lúa này nè, bà con chuẩn bị gặt nè, là mình bắt đầu mình xin đại trà nè. Mỗi người cho một bao nè. Khu vực này hả anh? Khu vực này nè. Cái này là anh phơi xong rồi ở đâu mới đem đi nhà máy hả anh? Đúng rồi, phơi xong mới đem vô nhà máy. Chào. Đây bà nè, Vậy là nãy giờ mình đi rồi mình xin tổng cộng là được 6 bao, mỗi bao này khoảng nhiêu ký chú? 60 ký là được 360, là mới được có 1/3, nãy chú nói là 1 tấn hả? Như vậy là mình cố gắng, nhưng mà nãy mình nói thêm là xin tới 6 tấn lận. Đây là cái lóc đồng nha, sổ lụi nước nha. Cái lóc đồng Campuchia đó à. Cái lóc đồng Campuchia. Có bệnh hay không? Chấm vô. Rồi. Chụp cái hình 2-3 cho tao rồi. Dưới đất này dính vô một dính. Chụp có 5 nhở trong công bàn hả? Rồi, nhật ký 365 một lần nữa mến chào các bạn. Hiện tại thì nhật ký 365 đang có mặt tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngay chỗ nhật ký 365 đang đứng là ngay chỗ biên giới, cách khoảng 2 bước chân qua phía bên tay phải mình thôi là sẽ đến là địa phận của đất nước bạn Campuchia thuộc tỉnh Rivan. Thì hôm nay thì mình sẽ đến đây và mình sẽ gặp một số anh và một vài ông chú thì đang vận động, đang xin lúa, bởi vì đây là ngay cái mùa lúa, mùa gặt lúa của bên đất nước bạn Campuchia. Thì người dân mình ở đây á, đi qua bên đất nước Campuchia là thuê đất để làm. Thì bây giờ mấy anh là đến mùa thu hoạch rồi, thì mấy anh ở đây là sẽ vận động là đi xin mỗi một chủ hộ như thế là một bao lúa. Nếu người nào có cái tâm từ bi thì sẽ cho nhiều hơn, thì cái đó mình không biết. Nhưng mà trước mắt mình đến đây để mình ghi lên thôi, xem coi mấy anh mấy chú hôm nay thì cái thành quả của mấy anh mấy chú thì vận động và xin được bao nhiêu để tặng cho những hộ nghèo cái xã Thường Phước Mộp này. Đó thì mình sẽ mời quý khán giả cùng với nhật ký 365 hôm nay sẽ đi theo chân của mấy chú và sẽ xem coi như thế nào nha. Kia luôn. Thì hôm nay nghe thông tin là chú anh Tâm Lực và chú Ba Hiếu là bên hội chữ thập đỏ của xã ấp Dòm Xài, xã Thường Phước Mộp. Đó thì hôm nay mấy chú và anh đó thì đến đây để mục đích chính là để đi quyên góp từ thiện, đi xin lúa của những bác nông dân mà làm ở bên đất nước bạn Campuchia sát đây nè, thì xin lúa về rồi đầu mới phơi, mới xay ra rồi mới cho lại những hộ nghèo. Nó về cơ bản là vậy thôi. Thì chú có thể cho con biết thêm thông tin là mình dự kiến là mình có thể mình xin được nhiều không chú, và mình xin những đối tượng nào ở đâu chú? Rồi. Cũng kính thưa với quý bà con, tôi là chi hậu trưởng chi hậu ấp Tròm Xài, có nghĩa là vô để liên hệ với mấy ông chủ đường nước rồi xin mỗi một bao đó, trong đó khoảng 60 ký, xin có thể được một tấn ngoài, rồi đem về mình mới xay lúa ra gạo rồi mình mới đem cho bà con nghèo. Rồi xin bên kia hả chú, cho bà con nghèo không à, bỏ là đi làm phước. Làm phước ha. Rồi có nghĩa là mình phải đi tới đất mình xin hay là sao? Mình đi tới đất tới chủ mình xin. Dạ. Xin từng người. Mình phiên góp lại cho nó nhiều mình mới đem về mình xay. Rồi cái đối tượng mình đi xin là những người nông dân mà người ta làm lúa bên Cam hả chú? Rồi, mướn đất của Campuchia, đa số là bây giờ đó dân Việt Nam mình 80% sống về mướn đất Campuchia để sản xuất nông nghiệp sống không à, ít có sống ở dưới này được, dưới này tại vì người đông mà đất hẹp.
À vậy đó ha. À. Rồi dự kiến là xin 1 tấn luôn hả chú? Dự kiến là xin 1 tấn đổ lên. Nếu được nhiều là tốt. Rồi mình vô ruộng mình xin luôn làm sao chú? Rồi mình đi vô ruộng mình xin từng chậu. À chú có thể cho con biết là ở ngay cái biên giới ngay chỗ này nè thì phía bên đất nước bạn Campuchia là thuộc cái địa phận nào không chú? Biết chứ, ở đây là ấp 4, xã là xã Koruka, huyện Pemcho, tỉnh Prigen. À. Cái người dân mình mà mướn đất làm ở đây thì ngay biên giới không hay là xa xa lên chảnh hả chú? Dùng gian ranh giới. Thì từ đây lên đó khoảng 500 mét không chú, hay là tuốt xa xa chảnh nữa? Cả đó nè. 500 mét đang lên, là đất Campuchia. Là mình cứ lên đó thuê mà mình làm. Là mình thuê từng công, mình làm từng năm. Mỗi một công trị giá là cái ví như 600 có, 1 triệu có, 1 triệu 2 có là cái giá mức tối đa. Rồi thì bây giờ mình xin phép quý khán giả cùng với anh đó, anh Ba Tấn là anh ngồi ở phía giữa tóc bạc đó. Thì anh Ba Tấn ha. Anh ba, anh thứ ba thứ mấy anh? 6 tấn. Thứ 6 ha, anh 6 tấn vậy là cố gắng xin sao được 6 tấn luôn nghe. 6 tấn lúa luôn. Đó, đi vòng vòng cái chỗ mà chuẩn bị lúa cắt đó để mình xem như thế nào ha. Bây giờ mời bà con quý khán giả đi theo mấy anh mấy chú đi vô cái đồng ruộng mình xin lúa nha. Đầu tiên là phải qua cầu hả anh? Qua cầu. Ai mà đi được cái cầu khỉ này là đạt giải là được đâu có là được đi nước ngoài đó hả anh? Đó đây là các bạn qua cái cầu khỉ này là sẽ tới biên giới Campuchia nha. À, ở đây thì cứ xa xa là có cái cầu khỉ nha các bạn. Cái cầu khỉ này thì mình đã đi mấy lần rồi mà mình một lần thì mình liều mình đi qua luôn, mình quay cho các bạn xem, nhưng mà bữa nay thì mình quay cái ông anh. À, ở quê mình cái cầu này nhiều không anh? Cái cầu khỉ bắc qua danh giới. Bắc qua danh giới Campuchia ha. Việt Nam qua danh giới. À. Sao anh đi em thấy không có rung ghê chứ vậy? Không, đi bình thường có gì đâu, tự nhiên có gì chứ. Quen rồi phải không? Quen rồi. Kìa xa xa kia thấy có cây cầu nữa kìa. Hai cây cầu nào cũng được hết trơn. À, mới nãy em đi cây cầu đằng kia. Rồi bây giờ mình sẽ đến nhà cái chỗ mà mấy anh mấy chú tập kết để họp lại để đi xin lúa. Rồi mấy anh này thì đi cây cầu này. Cây cầu này thấy cũng dữ dằn kìa. Cái cầu này đi lung liêng hơn cái cầu kia. Nó gọi gì cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi nè, mà cầu này không phải cầu tre, cái cầu này cái cầu bạch đằng. Sao chú rung không chú, sợ không? Và đây là cái nhà mà mấy anh mấy chú tập kết lại đó các bạn. Giống như hội họp với nhau để lên kế hoạch để đi xin. Và đây là cái đường nước, bơm nước. Nước này mình bơm lên là cho Việt Nam mình xài, không có khai qua Campuchia không anh? Chạy qua Việt Nam, chạy qua Campuchia luôn, nước tắm. Nước con tắm. Nước con tắm. Đây là cái đường nước để bơm lên để tưới tiêu cho cái khu vực đồng ruộng này đây các bạn, của anh Tấn. Ảnh là thủ lĩnh ở đây đó. Để hồi mình gặp ảnh mình sẽ hỏi thăm ảnh như thế nào đây. Đây là nguyên cái nhà của ảnh đây các bạn. Cái này là giống như một cái túp liều lý tưởng. Đây. Cái nhà nghỉ ngơi cũng là một trong những cái nơi mà để họp mặt tất cả các anh em. Lấy cây làm gì ạ? À, đây là cái phà. Có nghĩa là báo các bạn lần nãy có hai ông chú. Ông già quá, ông không đi cầu khỉ được nên phải dùng cái phà đưa đi nè. Gắn lên. Rồi, qua tới rồi, hạ các bạn xuống là xong. Đó thì phải dùng cái phà này để rước mấy chú đó qua nha. Mình nói lại là không có đi cầu khỉ được cho nên phải dùng một cái phà. Cái phà này là dùng để chở mấy cái máy cắt lúa nè, mấy máy sớm, máy cày nè, thậm chí là chở lúa luôn các bạn. Đó, mà bên cạnh đó cũng là một trong những phương tiện giúp các bạn đi qua sông. Đối với những người không đi được cầu khỉ nha.
Ở đây thì các bạn thấy con sông này xa xa dài này, cứ khoảng 200-300 mét sẽ có cây cầu khỉ. Nhưng ở đây ngay chỗ này là cây nè các bạn. Rồi phía bên đây là đó, các bạn cứ thấy xa xa là sẽ có cây cầu khỉ bắc qua sông đó. Và đây là cái dòng sông mình đang đứng trên cây cầu khỉ đó. Không khéo là té cái đùng luôn các bạn. Mấy chú đang đu lên nè. Ơi thấy vậy chứ cũng xa lắm mà chú ơi. Cao lắm á. Cao lắm chú ơi. Thường em mấy núi cũng trèo. Dữ dàng mấy sông cũng lội. Không qua. Đường xuống dưới này đi. Rồi. Sao? Người nào đi cầu được á thì đi, không đi được thì lấy phà rước vậy đó. Lấy phà rước. Bây giờ là mấy anh đang đi lên trên chỗ mà định xin lúa đó bà con. Nó thì đây lên đó nó khoảng 100 mét thôi. Đường nước. Chỗ này là bà con ta thu hoạch rồi nè, lại đằng kia là chờ một lát nữa là bà con 2-3 ngày sau nữa bà con ta thu hoạch, lần sau là mình xin cái mọc luôn, dễ phá ư. Anh em tập trung cho cái mọc. Nhưng mà ngay chỗ anh em mình đi là cũng đang bên đất bạn Campuchia luôn. Đây là cái lúa này nè, bà con chuẩn bị gặt nè, là mình bắt đầu mình xin đại trà nè. Mỗi người cho một bao nè. Khu vực này hả anh? Khu vực này nè. Khu vực này là dạ lên đó là bao à. Mấy người cắt trước cũng lấy hố cắt sau này làm lỗi, mấy người cho một bao nè. Nhưng mà lúa này khoảng mấy ngày nó cắt anh? Chắc không tới 1 tuần nữa, chần vài ngày nữa người ta cắt rồi. Nhưng mà tất cả những cái lúa này là người Việt Nam mình lên thuê đúng không? Số Việt Nam có, người Campuchia cũng có. Nhưng mà Campuchia Việt Nam gì tôi xin thì cũng được hết. Từ thiện này người ta cho hết. Em thấy lúa này giờ là gặt được luôn rồi nè. Nói chung là gặt rồi. Còn ngày mai là người ta gặt đó. 4-5 ngày nữa đó. Tôi cũng vẫn xin được hết. Campuchia Việt Nam là anh em người ta hứa cho hết rồi. Chờ gặt này gộ một cái là tôi xin hết. Chỉ cần là gặt xong là mình xin là mỗi người bao ha. Bao. Tại vì đổ trà đổ lượt là tới mấy chục công, gần 100 công đó. Nó một lần á. Thành ra là mình xin đổ lượt luôn vậy đó. Mình xin về mình cho bà con nghèo. Cho bà con nghèo. Hy vọng là xin được những người Cam nhiều hơn người Việt. Chắc ăn là vậy. Tại vì người Cam như Việt thì cũng giống như nhau, nhưng mà nhờ quen biết nhiều thì mới xin được nhiều. Đấy vậy đó. Hy vọng là sẽ xin được nhiều để cho nhiều bà con nghèo á, người ta sẽ được. Mà trong đó còn dành phần riêng cho mấy người Campuchia mà nghèo khổ cũng có dành phần nữa. Ủa bên đây có khi nào mà anh em mình đi qua bên đây để tặng cho mấy người Campuchia nghèo được không anh? Bên tụi tôi có chứ. Có chứ. Có thì bữa nào anh em mình đi chiến rồi. Thì có yêu cầu anh phát quà đi bên kia anh nuôi tôi là cho. Có quà đi anh, tôi liên hệ là cho được à. Đây nè, đây lúa này chuẩn bị là ngày mai bắt đầu cắt, là ngày mai bắt đầu có lúa rồi đó. Liên hệ được chăng à, có một quà nữa. Ngày mai là bắt đầu có lúa. Ok. Rồi, vậy được rồi, clip đây. Đúng rồi, cầu là thăm lúa phơ, bà con ta cho đó. Lúa phơ. Đang xin lúa nè, xin lúa từ thiện phơ nè. Phơ nè, anh nghe phơ. Cái này là anh phơ xong rồi, ở đâu mới đem đi nhà máy hả anh? Đúng rồi, phơ xong mới đem vô nhà máy. Để phát cho bà con nghèo. Cái chỗ mình phơi đây là thuộc bên đất nước bên Campuchia luôn chứ không phải bên Việt Nam đó các bạn. Luôn, đúng rồi. Tại vì mình xin lúa bên Campuchia xong mình phải phơi xong mình mới đem về Việt Nam được. Cái này phơi mấy bao lâu mới khô anh? Em thấy giờ này nắng im nè. Hai nắng là xong. Hai nắng là xong. Hai nắng là xong là gạo chuẩn. Gạo chuẩn. Đây bên này. Vậy là nãy giờ mình đi rồi mình xin tổng cộng là được 6 bao, mỗi bao này khoảng nhiêu ký chú? 60 ký là được 360, là mới được có 1/3, nãy chú nói là 1 tấn hả? Hai. Vậy là mình cố gắng, nhưng mà nãy mình nói thêm là xin tới 6 tấn lận. 6 tấn càng tốt. Rồi thì bây giờ cái số lúa này mình sẽ di chuyển xuống phà và mình sẽ đem đi mình loại nhà máy mình xay. Đỡ lên giác luôn. Đỡ giác luôn hả? Xay xong rồi ra gạo rồi mới đem nó từng nhà dân mình tặng, đặc biệt là hộ nghèo.
cho những hộ nghèo kia đâu mà có khó khăn kia đâu cho người ta cơ hội này. Sau khi đi xin lúa xong thì mấy chú tự thưởng cho mình là bằng cách là luộc con gà. Đây là thịt gà, gà luộc. Cơm kia là cơm xăm bà kỳ. Bọn bọn trăm bay xăm mùi. Được bao đầu tiên ha. Bao đầu tiên. Mượn bao lúa ngồi này luôn. Lót cái chỗ ngồi luôn. Việt Nam, Campuchia, Việt Nam giữa giáp tranh Campuchia, Việt Nam. Phát xa đồng ớt, đổ cho anh em đi xin lúa cho nhiều nhiều chút coi. Quá êm, hy vọng là sẽ được. Hy vọng cho anh em xin lúa nhiều nhiều chút giúp cho bà con nghèo. Hy vọng là được, 6 tấn. Một, hai, ba vô, trà giám độ, trà ô. Bây giờ là lúc mấy anh mấy chú ngồi lại để ăn, để lót dạ, để chuẩn bị sức đi xin lúa. Hy vọng sẽ được 6 tấn. Đây là anh 6 tấn đây. À 6 tấn. Chủ trì á. Nghe nói anh 6 tấn này là chủ trì trong cái đội hình này để đi xin lúa. Thì không biết là anh 6 tấn có cái kinh nghiệm gì để đi qua Campuchia xin được nhiều lúa không anh? Nói chung là do nhờ cũng tấm lòng bà con anh em ở bên đó cũng tình nghĩa nhau rồi mình đến vận động người ta cũng ủng hộ nhiều. Nhưng mà hy vọng là được nhiều nữa. Nhưng mà ngoài ví dụ như mình thay vì mình xin lúa mình xin gạo được không? Tại vì trên đó nó không có gạo nên mình xin đâu có được. Gạo ở đâu? Mình xin lúa mình đem về. Lúa đem về. Mình xin tiền nó cho không anh? Xin tiền cũng cho vậy nhưng mà nó không được bằng cái thấm tình của người nghĩa ta. Nghĩa là một là xin tiền, hai là xin gạo, ba xin lúa thì theo anh thì xin nào là ok nhất? Nói chung là xin lúa thì nó đạt được. Đạt được nghe, tại vì ngay cái mùa họ cắt lúa luôn. Mùa họ gặt lúa. Nhìn cái cầu này mà ai dám đi thì cùi luôn á. Chưa, để đi qua cái cầu này xong đi rồi mình sẽ chia sẻ với khán giả kết thúc đoạn video. Chưa nghe khán giả. Nguy hiểm quá. Mình đi qua từ từ nghe, lỡ mà có rớt cái đùng ở giữa video này thì cùi luôn xong luôn. Nguy hiểm quá. Chết rồi. Ơi. Anh ơi. Hình như tôi còn bỏ quên cái áo của anh. Chưa, để em qua xong đi. Thì báo cáo khán giả là Nhật ký số 5 xin phép tạm dừng video đây nha. Thì kính chúc quý khán giả một xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ kênh Nhật ký số 5. Thì bữa nay là giống như tập 1 thôi. Dạ. Đúng rồi, anh Trọng đó là gớt. Anh Trọng đó là gớt cái chìa khóa của em Trọng đó. Chìa khóa xe. Dạ. Thì không được. Chưa, để em đi về tới bên cái cầu khỉ đi, giờ nhìn cái cầu khỉ ghê quá rồi. Thì kính chúc quý khán giả vạn sự như ý nha. Thì đang đi qua cái cầu mà quên cái áo. Để đi qua đây đi dẹp đi xong thì cứ quay lại lấy cái áo. Rồi chào tạm biệt quý khán giả nha. Chúc quý khán giả vui vẻ và vạn sự như ý. Bye bye và xin chào tạm biệt. Mình sẽ qua bên kia lại mình lấy cái áo lại. Rồi bye bye.